Xin chào các bạn, hôm nay công ty tin học Fanhill chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng module SlideShow để tạo phần trình diễn ảnh trên website. Các bạn có thể vào website thiết kế webtop.com của chúng tôi để download module này về. Sau khi đã download được module này, các bạn sẽ tiến hành vào trang quản lý và cài đặt module này. Việc cài đặt module tôi đã hướng dẫn các bạn ở bài học trước. Ở đây tôi đã cài đặt xong module SlideShow, bây giờ tôi sẽ tiến hành bật module này lên. Để bật được module SlideShow, các bạn vào Extensions. Tiếp tục các bạn chọn Module Manager. Sau đó các bạn chọn vào nút New. Tiếp tục các bạn sẽ chọn vào SlideShow. Module SlideShow đã hiện ra. Các bạn sẽ gõ vào tên của module. Các bạn chọn vị trí cho module. Ví dụ tôi muốn tạo một cái phần slide ở phía bên trái của web, tôi chọn vị trí là left. Tiếp tục mục Image Folder, các bạn sẽ gõ vào tên folder mà module này sẽ lấy các tấm hình ở trong folder đó để tạo phần slide. Tôi lấy ví dụ là folder là trình diễn. Phần Show on Image, các bạn sẽ chọn Yes, có nghĩa là module này sẽ lấy tất cả những tấm hình ở trong cái folder trình diễn này để tạo phần slide. Sau đó các bạn nhấn vào nút Apply. Vậy là chúng ta đã tạo xong được cái module SlideShow. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo cái thư mục trình diễn và up hình lên cái thư mục này để phần module này có thể lấy những tấm hình trong đó và tạo ra slide. Chúng ta cũng vào lại trang quản lý và tạo phần thư mục trình diễn. Các bạn vào Size. Trong phần size các bạn sẽ chọn là Media Manager. Tiếp đến các bạn vào Storage. Sau đó các bạn sẽ gõ vào tên của cái folder mà cái module SlideShow này sẽ lấy để những tấm hình ở trong đó để tạo phần slide. Tôi lấy ví dụ là trình diễn. Tiếp tục tôi sẽ up hình lên cái folder này. Như vậy là tôi đã up hình xong. Bây giờ chúng ta sẽ ra website và kiểm tra cái phần SlideShow. Vâng, các bạn có thể thấy ở đây là phần SlideShow của chúng ta đã chạy như thế này. Giả sử như các bạn có thể thấy ở đây là cái phần SlideShow này đang chạy ngang thế này, các bạn muốn chạy dọc thì các bạn sẽ vào phần module và các bạn hiệu chỉnh cho nó. Trong cái module SlideShow các bạn chọn Advanced Parameter. Trong phần Advanced này các bạn sẽ chọn ở đây Layout là các bạn chọn Vertical. Chúng ta sẽ refresh lại website và kiểm tra. Các bạn có thể thấy đây là phần slide đã được chạy dọc thế này. Hoặc bây giờ các bạn có thể thấy ở đây là cho mỗi slide thế này nó gồm có cứ 3 tấm hình này nó chạy lên như thế này. Tức là mỗi lần slide thì có 3 tấm. Giờ các bạn muốn 2 tấm thì các bạn cũng chọn ở trong cái phần parameter. Các bạn sẽ chọn ở đây là 2. Các bạn có thể thấy ở đây 2 tấm như thế này. Các bạn có thể thấy là cái phần chạy của slide này chạy khá nhanh. Thì các bạn muốn cho cái những cái slide hình như thế này chạy chậm thì trong cái phần này Speed các bạn có thể tăng một cái số lượng nào đó. Ví dụ như tôi tăng là 2000. Ở đây có nghĩa là 2 giây. Thì bây giờ các bạn sẽ quan sát thấy cái tốc độ nó sẽ thay đổi. Đây là tốc độ ban đầu và đây là tốc độ sau khi đã thay đổi. Đây là tốc độ sau khi đã thay đổi là các bạn. Các bạn có thể thấy là cái phần slide nó chạy chậm hơn. Hoặc giả sử như các bạn có thể muốn là cái slide này các bạn muốn chạy theo cái kiểu khác thì các bạn cũng vào đó. Và ở cái phần async này các bạn chọn một cái kiểu chạy cho cái slide. Ở đây có rất nhiều kiểu khác nhau. Tôi lấy ví dụ như kiểu này.
Các bạn có thể thấy đây là chạy theo cái kiểu khác so với ban đầu. Và có rất nhiều kiểu khác nhau ở phần này. Có rất nhiều kiểu khác nhau, các bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm ở phần này. Tiếp tục là cái phần order parameter. Phần đây có một cái mục là post name rất là quan trọng. Giả sử như các bạn tạo hai phần trình diễn ảnh là slide row giống nhau, thì cái phần post name này các bạn sẽ tạo hai cái tên post name khác nhau thì hai cái phần slide row nó mới chạy được. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái phần lúc ban đầu là cái phần show on image. Phần này nếu như chọn yes là nó sẽ lấy tất cả những cái tấm hình ở trong cái folder trình diễn để tạo phần slide. Bây giờ giả sử như bây giờ nếu như các bạn chọn no thì module slide row này nó sẽ chọn lọc một vài cái tấm hình ở trong cái folder là trình diễn để nó tạo phần slideshow. Và đây các bạn có thể nhập tên của tấm hình ở đây, tức là những tấm hình nào mà các bạn muốn chạy phần slide thì các bạn nhập ở đây. Ví dụ như là tôi chỉ muốn là ba tấm hình ở đây được chạy slide thì tôi sẽ nhập cái tên của nó. Tức là ba tấm hình này nằm trong cái folder là trình diễn và module slideshow chỉ lấy ba tấm hình này để chạy. Tôi lấy ví dụ các bạn có thể xem, các bạn có thể thấy ở đây là chỉ có duy nhất ba tấm hình và nó không lấy tất cả mà chỉ lấy ba tấm hình mà tôi đã gõ tên ở đây. Giả sử như các bạn muốn tạo mỗi tấm hình là một cái link thì các bạn ở trong cái phần URL thế này các bạn sẽ gõ vào cái đường link cho từng tấm. Chúng ta nhấn apply và kiểm tra. Các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta đã tạo được link cho từng tấm hình. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn các bạn cách sử dụng module SlideShow để tạo phần trình diễn ảnh trên website. Mọi ý kiến thắc mắc, các bạn có thể vào website thiết kế webtop.com hoặc là fananhuy.vn của chúng tôi để được giải đáp những ý kiến thắc mắc của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi bài học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Xin cảm ơn.